Xin chào các bác, em Vũ Máy Chiếu. Bên em chuyên cung cấp máy chiếu mới, máy chiếu cũ, máy chiếu dùng lướt cho nhu cầu dạy học, các trung tâm Anh ngữ, Nhật ngữ. Các bác có nhu cầu về máy chiếu thì cứ liên hệ với lại bên em. Thì máy chiếu bên em đa số bảo hành từ 3 tháng tới 6 tháng nha. Chất lượng thì còn rất là ok. Các bác có thể mua hàng mới nè, hàng xài lướt hoặc là hàng cũ nha. Thì tầm giá tầm khoảng từ 3 tới 10 triệu, giá nào bên em cũng có nha. Bên em lắp đặt tận nơi. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em. Thì máy chiếu em sẽ báo cho các bác trước tình hình và hiện trạng của máy nha. Đây. Rồi, ok. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại em để bên dưới nha. Cảm ơn các bác và hẹn các bác ở trong một cái video clip kế tiếp. Chúc các bác năm mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.